Chào mừng mọi người quay trở lại với Hà Luật Sư. Thì hôm nay tôi và các bạn sẽ trao đổi xoay quanh vụ việc rất là đau lòng, đó là liên quan đến vụ việc 39 người Việt tử nạn tại Anh thời gian qua. Thì trước khi vô nội dung video á, thì tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của 39 người, 39 đồng bào người Việt Nam tử nạn tại Anh. Thì xoay quanh cái vụ việc này á, hiện tại có một cái vấn đề rất là mong mỏi của người thân, như là nhiều bác có đặt câu hỏi cho tôi, đó chính là về cái thủ tục làm thế nào để đưa những đồng bào của chúng ta trở về nước Việt Nam, trở về quê hương đất mẹ để được là an nghỉ. Thì trong cái nội dung video này thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn hiểu được về là trình tự về thủ tục cũng như thành phần hồ sơ để không chỉ riêng cái vụ việc là đưa 39 nạn nhân về nước, mà là để các bác, các bạn trong những trường hợp cần thiết thì có thể theo dõi video để có thể là thực hiện được. Đầu tiên thì liên quan đến vấn đề này thì cái văn bản pháp lý mà sẽ điều chỉnh trực tiếp về cái vấn đề là đưa tro cốt hay là thi hài về nước thì nó sẽ được điều chỉnh trong thông tư 01, thông tư của Bộ Ngoại giao được ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2016. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là không phải tất cả các đối tượng thì đều được là rơi vào trường hợp là được đưa tro cốt hay là thi hài về nước. Thì cái thông tư này họ điều chỉnh thì những cái đối tượng sau á, là những cái đối tượng sẽ được là đưa thi hài hay là tro cốt về nước. Đối tượng đầu tiên đó chính là người Việt Nam đang sinh sống và cư trú tại nước ngoài. Thứ hai đó là người nước ngoài nhưng mà có bố mẹ thân nhân, ông bà anh chị ruột thịt là ở Việt Nam. Trường hợp thứ ba đó là người nước ngoài nhưng mà thường trú tại Việt Nam và là không thuộc vào đối tượng là không được phép đưa thi hài tro cốt về nước. Thì các đối tượng này bao gồm đó chính là các cái đối tượng mà người chết rơi vào cái trường hợp là bị nhiễm các loại bệnh cụ thể, ví dụ như là các bệnh liên quan đến bệnh cúm H5N1 rồi là H1N1, các bệnh như là Ebola, các bệnh như là dịch tả, vân vân. Như vậy thì ai là người có quyền là được yêu cầu xin là cấp phép để đưa tro cốt thi hài của người thân về nước? Thì các cái đối tượng đó bao gồm, đối tượng đầu tiên đó chính là người thân trực tiếp của người chết. Đối tượng thứ hai đó là người được ủy quyền. Thì đối với vụ việc là 39 người Việt Nam tử nạn tại Anh ở đây ấy, thì là người được ủy quyền hoặc là cơ quan được ủy quyền ở đây thì là chính phủ hoặc là Bộ Ngoại giao Việt Nam có văn bản ủy quyền từ người thân của các thân nhân ở trong nước về cái việc là ủy quyền để đưa thân nhân của mình về nước. Tiếp theo thì về thành phần hồ sơ mà để thực hiện cái việc là xin cấp phép đưa thi hài về nước á, thì thành phần hồ sơ này sẽ bao gồm các loại giấy tờ như sau, thì các bạn có thể nhìn phía trên màn hình. Đầu tiên á, là phải là một cái đơn đề nghị được xin là phép đưa thi hài và tro cốt về nước theo cái mẫu là 01-NG-LS, cái mẫu này ban hành thông tư 01-2016, thông tư của Bộ Ngoại giao. Cái mẫu này ấy, thì tôi để dưới phần mô tả của video. Loại giấy tờ thứ hai là giấy tờ liên quan đến người đề nghị, tức là người thân của người chết. Thì cái loại giấy tờ này nó bao gồm, đầu tiên đó chính là một bản chụp của hộ chiếu hoặc là giấy tờ xuất cảnh hợp lệ. Loại giấy tờ thứ hai là giấy tờ chứng minh về quan hệ nhân thân giữa người đề nghị và người đã chết. Thì ở đây là có thể là sổ hộ khẩu hoặc là các cái giấy tờ, các cái đơn mà chúng ta xác nhận tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Còn trong trường hợp mà vụ việc 39 người tử nạn tại Anh ấy, thì ở đây thì người thân họ không thể nào qua nhận trực tiếp được. Thì trong trường hợp này là phải có giấy ủy quyền cho là cơ quan ngoại giao Việt Nam hoặc là chính phủ Việt Nam về việc là thay mặt nhận thi hài. Là giấy tờ thứ ba mà cung cấp trong bộ hồ sơ này ấy, thì đó là giấy tờ liên quan đến người đã mất, đã chết. Thì giấy tờ này bao gồm thứ nhất là một bản gốc của hộ chiếu hoặc là giấy tờ xuất cảnh hợp lệ nếu có. Và giấy tờ thứ hai mà đối với cái trường hợp là người nước ngoài cư trú thường xuyên, sinh sống lâu dài tại Việt Nam á, thì trường hợp này là chúng ta sẽ phải cung cấp một bản chụp của giấy phép phép về việc là cư trú sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Là giấy tờ thứ ba là giấy chứng tử của cơ quan nước ngoài cấp hoặc là cơ quan đại diện có thẩm quyền họ cấp về việc chứng tử của người đã mất. Và một thành phần giấy tờ cực kỳ quan trọng trong cái việc là đưa thi hài tro cốt về nước đó chính là giấy chứng nhận về là vệ sinh và kiểm dịch đối với trường hợp là thi hài. Còn trong trường hợp là tro cốt á,
thì là phải cung cấp đó là giấy chứng nhận về là vệ sinh và kiểm dịch. Ngoài ra thì còn phải là giấy chứng nhận về việc hỏa thiêu. Tiếp theo thì khi mà các bạn đã chuẩn bị đầy đủ về bộ thành phần hồ sơ như tôi đã liệt kê á, thì các bạn sẽ nộp cái bộ hồ sơ này về lại là cái cơ quan ngoại giao hoặc là lãnh sự quán của cái nước mà nơi có người mất. Cụ thể thì trong trường hợp này á, thì là hồ sơ sẽ được gửi về là đại sứ quán hoặc là lãnh sứ quán của Việt Nam tại Anh. Như vậy thì về thời gian giải quyết, mà khi mà cơ quan đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán đã tiếp nhận đầy đủ bộ thành phần hồ sơ thì sẽ giải quyết trong vòng là 2 ngày. Sau đó thì trong vòng 2 ngày thì cơ quan đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán sẽ cấp phép về cái việc là chấp nhận cho phép là mang thi hài hoặc là tro cốt về nước. Khi đã có cái giấy phép này thì các bạn sẽ tiến hành thanh toán các cái loại chi phí để được là đưa tro cốt thi hài về nước. Cụ thể thì trong cái trường hợp này thì đối với cái việc là đưa thi hài về nước thì cái chi phí là hết 66 triệu đồng, và cái việc là đưa tro cốt về nước thì là hết 41 triệu đồng. Sau khi thanh toán chi phí thì thi hài và tro cốt sẽ được là niêm phong theo đúng quy định về là chứng nhận vệ sinh về kiểm dịch. Đồng thời là theo đúng với lại là cái quy trình của cái hãng hàng không mà tiếp nhận cái việc là đưa thi hài tro cốt về nước. Và cuối cùng thì cái hãng hàng không đó sẽ tiến hành là đưa thi hài và tro cốt về nước. Sau đó thì là sẽ tiếp nhận và bàn giao lại cho nhân thân của người Việt ở trong nước. Như vậy thì trên đây là toàn bộ cái quy trình cũng như là thành phần hồ sơ để thực hiện cái việc là đưa thi hài hoặc là tro cốt của người mất ở nước ngoài về Việt Nam để được chôn cất. Đối với cái vụ việc này thì tôi cũng như là các bạn cũng đang rất là mong mỏi về cái việc là hoàn tất cái việc là đưa thi hài của 39 người Việt Nam về nước để chôn cất họ nơi quê cha đất mẹ. Cuối cùng thì nếu như các bạn thấy nội dung video có ích thì các bạn có thể bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh để tôi có thêm động lực ra những video khác. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực pháp lý và cần sự giải đáp á, thì các bạn có thể gọi điện thoại hoặc là gửi email về email đang hiển thị trên màn hình. Thì trong tầm hiểu biết của tôi thì tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung video lần sau.